Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi vừa mới mua về được một chiếc xe rất là rẻ. Chiếc xe này chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Chỉ nhỉnh hơn 100 triệu đồng một chút tí đi thôi. Nó chỉ bằng một chiếc xe máy, chiếc xe Honda SH thôi ạ. Vâng, chỉ với hơn 100 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 4 bánh đấy ạ. Thật không thể tin được, đó chính là một chiếc xe Daewoo Gentra. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và một chủ từ đầu ạ. Chiếc xe đăng ký đầu năm 2009 cho nên là biển số của nó là 30N7403 đấy ạ. Một chủ từ đầu đấy ạ. Tất cả là còn rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Tôi sẽ quay qua về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn vừa xem. Mặc dù chúng tôi vừa mới mua về cho nên là chiếc xe này chúng tôi chưa có rửa, chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó cũng còn hơi bẩn một chút, nhưng mà tôi vẫn quay lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Vì thưa với quý vị và các bạn, với cái tầm tiền khoảng 100 triệu đồng thì chúng tôi sẽ cố gắng tiết kiệm hết sức có thể để đưa ra cho quý vị và các bạn cái giá nó tốt nhất để quý vị và các bạn có thể sở hữu được ngay chiếc xe ô tô này ạ. Chỉ với hơn 100 triệu đồng một chút thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 4 chỗ dòng sedan và số sàn đấy ạ, và tên tư nhân biển Hà Nội và một chủ từ đầu, và nó còn đẹp như này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là không chạy dịch vụ ạ. Chiếc xe này tên tư nhân, một chủ từ đầu, chúng tôi bán ra từ mới cho nên chúng tôi biết rất rõ nguồn gốc của chiếc xe này ạ. Cam kết là không chạy dịch vụ. Nếu như phát hiện chiếc xe này chạy dịch vụ thì chúng tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn ngay chiếc xe này luôn và không phải lấy một đồng tiền nào cả. Vừa rồi thì tôi có đi mua chiếc xe này thì chủ xe cũng chia sẻ là chủ xe cũng đã chạy được 11 vạn km rồi. Với 12 năm và chủ xe đã chạy được 11 vạn km và thay lốp lần thứ 2 rồi ạ. Đây là cái dàn lốp thứ 2 và cái dàn lốp của nó cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Để tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái dàn lốp mà chủ xe đã thay lên cho chiếc xe này ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, mặc dù là cái dàn lốp thứ 2 chủ xe thay nhưng mà chủ xe đi rất là ít cho nên là cái hoa lốp của nó rất là dày đấy ạ. Dàn lốp thứ 2 rồi đấy quý vị và các bạn ạ. Mà còn mới còn đẹp như thế này thì là chiếc xe này chạy 11 vạn thì là chuẩn thôi. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chúng tôi không tua, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết, tôi để nguyên chủ xe ở nhà chủ xe như thế nào thì tôi đem về đây cho quý vị và các bạn cùng xem luôn bây giờ đấy ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị về cái phần nội thất của xe đấy ạ. Nội thất của xe này, đầu tiên là keo chỉ của xe đấy ạ. Tất cả cái keo chỉ đây ạ, keo chỉ cánh cửa bên lái, tất cả cái keo chỉ này cũng còn nguyên bản, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Và cái phần táp bi cửa đây, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu nhá. Tất cả là chưa có dọn dẹp gì, nó hãy còn bẩn đây ạ. Đây là những cái vết bẩn mà chúng tôi chưa dọn gì. Nếu như dọn dẹp lên thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng như vừa rồi tôi cũng chia sẻ đấy ạ, chiếc xe này nó thuộc cái phân khúc rất là rẻ tiền, cho nên là tôi sẽ cố gắng tiết kiệm hết sức để đưa ra cho quý vị và các bạn này giá nó hợp lý để quý vị và các bạn có thể sở hữu được chiếc xe ô tô này ạ. Tại vì cái phân khúc ít tiền khoảng 100 triệu như thế này thì là tôi biết là cái tầm tiền này thì là những cái người là ít tiền, cho nên tôi sẽ cố gắng tiết kiệm nhất. Đây là cái vô lăng của xe đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vô lăng nó còn đẹp như này vì chạy mới có 11 vạn km thôi. Vô lăng còn đẹp và gương kính chỉnh điện đây ạ. Đây là gương kính chỉnh điện, đây là cái nút mà chủ xe cũng đã độ lên cái gương gập điện đây ạ. Cần số đây ạ, cần số còn rất là đẹp ạ. Chiếc xe mới chạy có 11 vạn thật của nó thôi, cho nên là cần số đẹp, tay phanh cũng còn rất là đẹp. Nội thất cũng rất là đẹp ạ, mặc dù là nó chỉ bẩn, chưa dọn dẹp nhưng nó bẩn ạ. Đây là cái trần của xe này ạ. Nhiều xe mà chạy dịch vụ thì cái trần này phải bọc ni lông và trần nó cũng rất là xấu rồi ạ. Đây là chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì mà trần nó đã được đẹp như thế này rồi đấy ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, xe đẹp cực luôn ạ. Chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay ô tô để đi rồi ạ. Đây cái phần táp bi cửa sau. Táp bi cửa phía sau tôi cũng sẽ quay và chia sẻ cho quý vị và bạn xem. Đầu tiên là cái phần keo chỉ của xe đấy ạ. Tất cả cái phần keo chỉ này cũng còn nguyên bản đấy, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Tất cả còn rất là đẹp. Táp bi cũng rất là đẹp. Nội thất da mặc dù chưa đánh nhưng mà nó cũng rất là đẹp đấy ạ. Tất cả cũng còn rất là đẹp ạ. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Trần sạch sẽ, trần xe rất là sạch sẽ.
Đây là cái phần cốp sau của xe. Cốp sau đây ạ. Keo chỉ tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là cái phần keo chỉ này. Nó cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không đâm đụng, không va chạm gì cả, không chạy dịch vụ, tất cả là còn nguyên, nguyên bản hết của xe đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Tất cả là keo chỉ là còn nguyên bản hết đây. Dây điện này là đã lắp thêm là camera lùi này. Và đây là cái phần súp, loa súp của xe, nghe rất là hay ạ, đập uỳnh uỳnh luôn. Nghe rất là hay. Đây là cái phần lốp sơ cua, dán chống ồn đầy đủ hết cả đây ạ. Và tất cả nó còn nguyên bản hết đấy. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà chiếc xe nó đã được đẹp như thế này rồi. Một chủ sử dụng từ đầu cho nên nó còn rất đẹp ạ. Đây là cái phần táp bi cửa sau bên phụ đấy ạ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Không có mất một phân keo chỉ nữa đâu ạ. Tất cả còn nguyên bản hết đấy. Chỉ có xước sát bên ngoài mà chưa có muối mọt gì cả, chưa có gì xét gì cả. Tất cả còn rất là đẹp. Nội thất rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất đẹp đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Hơn 100 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay ô tô để đi rồi. Tránh mưa, tránh nắng. Mặc dù trong cái thời tiết nắng nóng như hiện nay, có một chiếc ô tô với điều hòa mát lạnh để đi thì quả thật là không có gì tuyệt vời hơn ạ. Mà mặc dù chúng ta có thể những chiếc xe Honda SH bỏ ra bây giờ cũng có thể hơn 100 triệu đồng. Hơn 100 triệu đồng mà vẫn mưa, vẫn nắng. Chúng ta đây có 4 bánh để đi rồi, đi cả gia đình rồi. Không những an toàn mà bảo vệ chúng ta khỏi trời mưa, trời nắng. Đây là cái phần táp bi cửa bên phụ đấy, cửa trước bên phụ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là không đâm đụng này, không ngập nước này. Máy móc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Và nội thất của nó thì rất là đẹp đây rồi ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe hơn 100 triệu đồng này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe hơn 100 triệu đồng này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Đây là cái phần nội thất của xe, phần táp lô của xe. Đây thưa quý vị và các bạn, tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Đồng hồ của xe đây. Đồng hồ thì rất là đẹp đấy ạ. Vô lăng cũng rất là đẹp ạ. Vô lăng rất đẹp, cần số rất đẹp, đồng hồ còn rất là đẹp. Và đây là cái phần camera hành trình mà chủ xe cũng đã lắp camera này là thưa quý vị và bạn, camera này là hai hướng đấy ạ. Chạy theo hai hướng ạ. Đấy, có thể quay được đằng trước, quay được đằng sau. Đấy, đây là cái phần camera của xe. Đây là cái phần đầu DVD tích hợp với camera lùi. Đấy, tôi sẽ mở thử đĩa cho quý vị các bạn cùng xem. Khóa thì đè nổ đây. À, khóa thì có điều khiển đây. Khiển điện này. Gương thì gập điện rồi. Chủ xe độ lên là phần gương gập điện rồi. Đầu DVD. Đầu DVD chủ xe đã độ lên. Và loa súp tôi mở bé đi thôi. Chứ vì nếu như bây giờ tôi mở to lên thì tôi sẽ nói và quý vị các bạn không nghe thấy gì, cho nên là quý vị các bạn có thể xem hình thôi. Chủ xe độ lên đầu DVD và cái loa súp cho nên là nghe nhạc thì cực kỳ là tuyệt vời, rất là hay. Tất cả đầy đủ hết cả đây rồi ạ. Quý vị các bạn mua chiếc xe này về thì không phải làm cái gì nữa, chỉ có việc đổ xăng và chạy thôi. Và đầy đủ hết cả đồ, từ camera lùi, camera hành trình, đầu DVD, có hết tất cả rồi đấy ạ. Đây là cái phần động cơ của xe. Tôi cũng sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, thưa với quý vị và các bạn là sau 12 năm sử dụng nhưng mà chiếc xe này tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào đâu, tất cả là còn nguyên bản hết. Ốc yếc này còn nguyên bản hết ạ. Ốc cũng còn nguyên bản hết này. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, máy móc ốc còn nguyên bản hết. Là chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là cái máy móc này là còn nguyên bản ạ. Chưa có bị tai nạn, chưa có bị ngập nước gì cả, cho nên nó còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần này là cái phần ẩm dầu thôi. Dầu mới chỉ là ẩm thôi, chứ chưa có vấn đề gì cả đâu. Tất cả cũng còn nguyên bản, tất cả những cái ốc này là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả máy móc còn nguyên bản hết ạ.
Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn muốn xem chiếc xe này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.